Nên chúng ta sẽ đi tham quan một cửa hàng pet shop bên Thái Lan nha. Bây giờ là tầm 9 giờ rưỡi rồi. Hả? Papa. Papa. Ok. Hả con? Đây là một shop bán đồ cho thú cưng. Kiểu là cho ăn chó mèo chứ. Đây là mấy cây đồ chơi cho mèo. Cá giả nè. Cá giả. Ý. Tao là cá thịt chứ không phải cá giả. Mẹ con hay cho mèo ăn đồ ăn nào? Cho con mèo hả? Con mèo thì nó không ăn ở đây. Nó đi ăn chỗ khác. Ừ. Ừ. Nè coi cái này. Wow. Rỗng. Lòng mình chán à. Ồ. Ủa, chú con. Có được qua không? Bước qua. Chắc Mỹ qua. Con đi được. Chú đi cũng lọt mà. Ok. Chỉ là đi hơi khó tí. Đi con. Đây là chuyên bán đồ cho chó mèo là chính. Mình thấy đủ các loại đồ ăn luôn. Tiệm này thì chủ yếu bán vật dụng nên các bạn sẽ không thấy là thú cưng trong này. Wow, này cho mèo nằm. Ố, ố. Này cho hamster nè. Chuột nè. Ô lòng này hồi trước anh cũng có bán nè, xưa lắm rồi. Đến giờ vẫn còn mẫu này luôn. Mẫu này cái nắp nó sẽ mở lên trên. Sao con? Ok. Ba lô nè. Ba lô. Ừ. Ba tê chó mèo. Đủ loại. Mai sẽ có đi chợ ta chơi tụ chắc để xem thêm về thú cưng nhé các bạn. Nay tối thì sẵn ghé một tiệm bán đoạn chó mèo để mua về cho bà chị quen. Sẵn quay luôn cho bạn xem. Ok, các bạn đón xem clip sau sẽ có tham quan Chatuchak nha. Bye bye.